Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về đề tài đối mặt với trầm cảm. Trong chuỗi tọa đàm năm ngoái, tôi có chia sẻ một ít kinh nghiệm về tự chữa trị vết thương tâm hồn. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ nữa. WHO, tức là y tế của thế giới, thì họ cho biết là bệnh trầm cảm bây giờ là bệnh đứng thứ ba phổ biến nhất thế giới bây giờ. Có thể chúng ta có bị trầm cảm mà chúng ta không biết, trầm cảm nhẹ, hoặc là có thể chúng ta đang trong một giai đoạn trầm cảm nặng. Trầm cảm thì nó có cơ bản là nó có 3 cấp độ. Cấp độ đầu tiên là chúng ta sẽ phát hiện là trong một cái giai đoạn mà mình có cái phản ứng rất là bực bội, cáu gắt liên tục. Dĩ nhiên là nếu mà mình không có đủ nội lực, không có kiểm soát tâm ý thì mình cũng thường có phản ứng. Nhưng mà đằng này thì cái phản ứng của mình ở mật độ rất là dày đặc, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, từ những chuyện đáng phản ứng đến những chuyện không đáng để phản ứng. Và thậm chí là phản ứng ngay những cái chuyện rất là đúng, nó rất là chính xác, nhưng mà mình vẫn phản ứng. Hồi trước là mình phản ứng với một số người thôi, bây giờ mình phản ứng với tất cả mọi đối tượng, không chừa một đối tượng nào. Và bắt đầu là mình giảm cảm hứng làm việc, phấn đấu làm việc. Có thể là rơi vào tình trạng là mất mục tiêu để phấn đấu. Và những cái thú vui của mình như là, thí dụ như là chơi âm nhạc, hay là chơi thể thao, hay là đi du lịch, hay là đơn giản là chơi thư pháp, hay là uống trà, mình cũng không thích nữa, mình chẳng buồn quan tâm. Mình thấy có một cái cảm giác khó chịu nó kéo dài liên tục. Dù là mình có cố ý đổi sang những cái mục tiêu khác để tiếp xúc, như là khi mình chán làm việc thì mình có thể đi uống cà phê. Nhưng uống cà phê cũng chán, thì mình đi lên internet, đi vào Facebook rồi mình cũng chán. Rồi mình kiếm người để trò chuyện rồi mình cũng chán. Rồi không biết làm gì để cho nó bớt chán. Rồi trong một giai đoạn mà mình ngủ không ngon, ăn không ngon, và bắt đầu nhìn mọi thứ nó không còn chính xác như trước đây. Hồi trước mình nhìn nó là những điều kiện của hạnh phúc, bây giờ mình thấy nó cũng bình thường, thậm chí là rất là phiền phức, phiền toái. Và giải quyết một cái vấn đề nhỏ cũng trở nên khó khăn đối với mình. Mình làm mọi thứ nó rối tung lên. Chuyện nhỏ làm cho lớn, chuyện lớn làm cho vĩ đại. Cơ bản là dễ xúc động, nhạy cảm, dễ tưởng tượng là người đó có những cái ý đồ không tốt đối với mình. Đó là cấp độ 1. Tới cấp độ 2, tức là kéo dài liên tục cái trạng thái nhàm chán, cái gì cũng nhàm chán hết, và rơi vào cô đơn. Tại vì mình có khuynh hướng là rời khỏi đám đông, tách ly ra khỏi những người xung quanh, thậm chí là rất là sợ đám đông, sợ tiếp xúc với mọi người, sợ phải đặt những câu hỏi: dạo này khỏe không, có ổn không, tinh thần như thế nào, sao thấy mặt mày xanh mét, sao thấy đầu tóc rối bời, sao thấy không có cảm hứng làm việc, có vấn đề gì về gia đình không, có trục tình cảm, có trục trặc không, tâm lý có chuyện gì xảy ra không, có đi bác sĩ chưa, vân vân. Rất là sợ những câu hỏi kiểu như vậy. Tại vì lúc đó đi qua cấp độ 2 thì cái tâm tưởng nó nghĩ rằng đây là những cái điều nguy hiểm.
đối tượng hỏi mình những câu hỏi đó, họ muốn soi mói, họ muốn làm khó, họ muốn đem câu chuyện tư mình có thể đem ra công chúng, họ có thể tìm cách để hãm hại mình. Cho nên rơi vào sự cô đơn rất là lớn. Và trạng thái nhàm chán, trạng thái không có gì hạnh phúc hết, trạng thái cô đơn là thường trực kéo dài ở trong cái giai đoạn 2 này. Và trước đây đã nhạy cảm rồi thì vào giai đoạn 2 thì càng nhạy cảm hơn nữa. Rất là dễ tự ái, rất là dễ tổn thương, phản ứng nhanh nhạy kịch liệt. Tuy nhiên phần lớn người trầm cảm thì ít có gây tổn hại tới người khác so với một số hội chứng tâm lý khác. Phần lớn là họ tự làm khó, làm khổ bản thân họ. Chỉ có một ít phần trăm người là có lây lan, có ảnh hưởng tiêu cực tới những người xung quanh, thậm chí là có chút bạo động, nhưng mà phần trăm nó rất là ít. Và trong giai đoạn 2 này bắt đầu nghĩ mọi thứ nó theo chiều hướng tiêu cực một cách liên tục. Không còn niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc chân thật. Nghi ngờ không có cái gì gọi là hạnh phúc chân thật cả. Nghi ngờ không có ai thương mình thật lòng cả. Nghi ngờ cuộc sống này chỉ là vô thường, chỉ là những ảnh tượng không có thật. Và nghĩ nhiều về, có nghĩ qua vài lần tới tới cái chết, tới sự kết thúc. Và người này có cảm giác trong giai đoạn này như là rơi vào một cái hố thẳm rất là sâu. Cũng có nhiều lần muốn trồi lên, muốn thoát ra. Cũng cố vực dậy để làm việc trở lại, để kết nối với mọi người trở lại, nhưng mà không thành công. Rất là yếu ớt. Và sau cái lần thất bại đó thì họ càng mất thêm niềm tin vào bản thân. Có thể gọi là mất trắng luôn. Tin rằng là mình là một kẻ vô dụng, chẳng có làm được tích sự gì cả, mà nhiều khi trở thành gánh nặng của những người thân sống xung quanh mình. Và cơ bản là giai đoạn này là thu mình vào một góc và bao trùm là nỗi sợ hãi, sợ nắng mặt trời, sợ tắm nước lạnh, sợ màn đêm xuống, sợ những tiếng động quá lớn, sợ những câu nói bâng quơ, những cái nhìn ẩn ý, sợ phải hỏi thăm, sợ nhiều thứ lắm, cái gì cũng trở thành nỗi sợ. Và tới giai đoạn thứ ba là giai đoạn muốn tìm tới cái chết. Trong cái tuyệt vọng quá lớn, không có con đường thoát, và hết sức để thoát. Cho dù tìm thấy một con đường, tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi, nhưng mà không đủ sức để đi theo. Chỉ có muốn kết thúc thôi. Và giai đoạn này là giai đoạn gần như là nếu có gặp được các chuyên gia giỏi thì cái số lượng mà có thể chịu bắt tay để các chuyên gia giúp đỡ thì rất là thấp. Đa phần tới giai đoạn 3 là không còn tin tưởng vào bất cứ một ai. Thì nếu như người này có may mắn gặp được những chuyên gia giỏi mà có, thí dụ như là các vị thầy tâm linh có đạo lực lớn, hoặc là người này phải có một cái nhân duyên rất là đặc biệt với cái vị thầy đó thì mới được cứu vớt. Còn không là cho dù có được những người thân trong gia đình sắp đặt đến để tư vấn, để giúp đỡ, nhưng mà họ không có mở lòng ra nữa. Cái niềm tin họ không còn. Mà niềm tin không còn thì đâu có thể hợp tác được. Tại vì muốn trị liệu tâm lý thì phải có sự hợp tác. Theo thống kê của WHO, Y tế Thế giới đó, thì
Mỗi một năm như vậy, trên thế giới có 850.000 người bị trầm cảm. Một con số đáng giật mình. Và ước tính là tới năm 2020 thì nó sẽ lên tới 121 triệu người trên thế giới bị trầm cảm. Nó sẽ lên vị trí số 2. Bây giờ nó đang ở vị trí số 3, những căn bệnh phổ biến nhất toàn cầu. Và cũng theo nghiên cứu của WHO thì ở Việt Nam chúng ta đó, năm 2015 thì có 3,6 triệu người bị trầm cảm. Những người có thể biết được và những người chưa biết được. Tại vì ở Việt Nam chúng ta nhiều khi những người bị trầm cảm vẫn chưa có ý thức, chưa có hiểu gì về bệnh trầm cảm, chưa có hiểu đúng về bệnh của mình, cho nên là chưa có báo cáo lên sở y tế hay là bác sĩ để cần sự giúp đỡ. Và WHO còn cảnh báo rằng trong 121 triệu người sắp sửa bị trầm cảm trên thế giới vào năm 2020 thì chỉ có 25% trong số đó, cứ theo cái tiến trình quan tâm của mọi người về bệnh trầm cảm, cứ theo sự nỗ lực chưa có đủ mạnh của các nhà chức trách hay là sở y tế, với cái tốc độ bây giờ thì tới năm 2020 thì chỉ có 25% người được giúp đỡ trong cái số 121 triệu người được phát hiện, được giúp đỡ đúng phương pháp. Và trong 850.000 người mỗi năm trên thế giới đó, thì WHO thấy rằng là 48% trong số đó có ý định muốn tự tử và 24% trong số đó toan sắp tự tử mà không được sự giúp đỡ trước đó. Tức là không có cơ quan nào, không có nơi nào để tiếp nhận những cái thông tin đó để xử lý, để giúp đỡ. Hoặc là có đưa thông tin tới, có cầu cứu nhưng mà sự giúp đỡ đó quá yếu ớt hoặc là không có kết quả. Chúng ta có nằm trong con số đó không? Theo cái thấy của các nhà khoa học xã hội Tây Phương là hầu hết chúng ta đều có bị trầm cảm. Tin vui cho tất cả chúng ta. Tin vui cho những người đang bị trầm cảm. Nghĩa là mình không phải là trường hợp đặc biệt lắm. Nặng hay là nhẹ thôi. Vấn đề là nặng hay là nhẹ. Và khi mà mình bị trầm cảm thì không chỉ cái sự biến động nó xảy ra cho tâm lý mà nó biến động cho cả sinh lý của mình. Nó có cái hội chứng trầm cảm PPD, tức là postpartum depression. Đó là những người bị trầm cảm nặng sau khi sinh nở, sinh con. Tại vì sau khi sinh thì một cái lượng estrogen nó giảm trầm trọng. Và những cái hormone của tuyến giáp cũng giảm rất nhanh. Rồi về cái thể tích máu hay là huyết áp hoặc là miễn dịch nó cũng thay đổi đột ngột, làm cho tâm thần bị rối loạn. Người mẹ sau khi sinh có khuynh hướng mà quấn chặt vào đứa bé, không muốn buông đứa bé ra, sợ mất đứa bé. Ngày đêm lúc nào cũng ôm chầm lấy đứa bé, buồn bã khóc lóc, biếng ăn, mất ngủ, không muốn tiếp xúc, không muốn nói chuyện với bạn bè, không muốn đi chợ, không muốn dọn dẹp nhà cửa, không muốn tìm công việc trở lại, là có nguy cơ bị trầm cảm nặng sau khi sinh. Và ngoài ra có thể là chịu thêm một số cái tác nhân nữa, như là trước đó có thể là công việc của họ đang rất là bất ổn, tài chính khó khăn, rồi tình cảm, hôn nhân, gia đình trong một giai đoạn nguy kịch chẳng hạn. Và cũng có thể là những người xung quanh họ
cũng đang bị trầm cảm. Cái năng lượng của những người trầm cảm đó nó có thể ảnh hưởng tới tới bà mẹ sau khi sinh rất là dễ dàng. Và đặc biệt là có thể là phụ nữ sau khi sinh thì trước đó đã có những cái sang chấn về tâm lý hoặc là đời sống tâm lý rất là mất cân bằng. Vậy cho nên là nó rơi vào cái hội chứng trầm cảm PPD rất là phổ biến hiện nay trên thế giới. Có thể những cái áp lực của công việc nó tạo ra, nó giúp cho cái chất adrenaline tiết ra, làm cho chúng ta tập trung vào công việc gì đó nó tốt hơn. Vậy thì cái áp lực nó cũng có một cái giá trị nhất định. Nhưng mà khi mà áp lực quá, quá sức chịu đựng của chúng ta đó, và chúng ta cứ cố gắng, chúng ta có những câu thần chú được cài đặt sẵn ở trong tâm thức của mình. Thí dụ như là muốn thành công thì phải hy sinh, là phải làm việc quần quật một ngày phải ít nhất là 16 tiếng trở lên mới có thể thành công được. Mà chúng ta có những câu thần chú đại loại như là mình còn rất là khỏe, mình là thanh niên trai tráng mà phải bỏ ra 20 năm, 30 năm để làm việc quần quật thì mới có tương lai sự nghiệp chứ. Mình là một người đàn ông mà, thì mình phải chấp nhận những cái đớn đau này chứ có gì đâu mà sợ. Thí dụ như vậy. Thì những câu thần chú đó nó cũng có giá trị nhất định. Nó sẽ mời lên những cái suy nghĩ tích cực và những cái cảm xúc tích cực. Tuy nhiên là nó làm cho chúng ta hiểu lầm về bản thân mình. Tưởng mình rất là ngon lành, tưởng mình còn ổn lắm. Dù cho chúng ta có đọc liên tục những câu thần chú đó, dù những câu thần chú đó nó có tác dụng cỡ nào, thì cuối cùng chúng ta cũng phải đối diện với sự thật ở bên trong. Cái sự thật bên trong nó vẫn tiếp tục chi phối âm thầm lên phẩm chất đời sống của chúng ta. Và chúng ta không thể dùng ý chí để đàn áp mãi tâm lý của mình. Rốt cuộc mình cũng phải đối diện với một sự thật là mình đang chôn giấu một con quái thú ở bên trong, trầm cảm. Tôi có được biết là có một anh chàng ca sĩ Hàn Quốc tên là Kim Jong Hun, các bạn trẻ đây biết không? Chết lúc anh chàng 27 tuổi. 10 năm trên đỉnh vinh quang của nền showbiz Hàn Quốc. Thì anh ta để lại một cái lá thư tuyệt mệnh. Trong đó có ghi là: tâm hồn của tôi nó đang vỡ vụn từng mảnh nhỏ, và tôi đang cố gắng kêu gào để gom những cái mảnh ký ức lại, nhưng mà có vẻ rất là vô vọng. Cái cơn bệnh trầm cảm đó nó bắt đầu xâm chiếm con người tôi, làm cho tôi mòn mỏi, kiệt sức. Và bây giờ là nó đã chiến thắng toàn phần. Khi mà cái hơi thở mình quá khó khăn á, thì mình có nên ngưng thở luôn hay không? Và trong lúc này tôi chỉ có một mình tôi thôi. Tôi tự hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Nhưng mà câu trả lời đó là chỉ có mình tôi thôi. Vậy mà trước giờ tôi chưa làm gì cho cuộc đời mình cả. Tôi lo tranh đấu với cái thế giới bên ngoài, nhưng mà tôi không có sở trường để tranh đấu. Cuộc sống nổi tiếng của một ca sĩ nó không thuộc về tôi. Cho nên tôi không thể chịu đựng nổi. Trái tim bé nhỏ tôi không thể chịu đựng nổi cái sự đau đớn này. Đó là những chia sẻ của Kim Jong Hun. Và vì vậy cho nên là bạn đó đã chọn cách giải quyết một cách rất là tiêu cực. Những thời đại trước, thế hệ cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta có bị trầm cảm không? Chắc có thể có, nhưng mà không gọi được tên, không biết nó là gì. Nhưng mà có thể là những thế hệ trước mọi người sống khác chúng ta. Cái thái độ sống rất là khác, cái bối cảnh xã hội rất là khác. Cho nên
theo tôi thì có ít nhiều cũng bị trầm cảm, nhưng mà so với bây giờ thì nó chẳng thấm là bao. Nguyên nhân lớn nhất mà các nhà khoa học xã hội tìm thấy đó là đời sống quá nhanh. Nhanh đến mức chúng ta không kịp thưởng thức một cái gì hết. Nhưng mà mâu thuẫn lại là chúng ta rất là hưởng thụ. Ủa tại sao ngộ vậy? Không có thời gian thưởng thức mà hưởng thụ là hưởng thụ cái gì? Thì hưởng thụ bằng cách là mua sắm. Mua sắm những chiếc xe đời mới nhất hay là nhà cửa sang trọng, áo quần hàng hiệu, hay là những chuyến đi du lịch ở những cái nơi thật là nổi tiếng và tốn rất là nhiều tiền. Tức là chỉ sống trong những cái khoảnh khắc đó thôi, hưởng thụ được trong những khoảnh khắc đó, nhưng mà cũng chưa chắc. Trong một cái chuyến đi vài ngày như vậy thì cũng chưa chắc là dành toàn tâm để mà thư giãn, để mà thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Còn thời gian còn lại là phải dắt giò lên cổ để mà chạy, đi làm suốt, sống trong sự căng thẳng, mệt mỏi để có được những trạng thái hạnh phúc rất là ngắn ngủi. Thành ra bây giờ nếu mà mình thưởng thức một bình hoa thì nó xa xỉ quá. Có thể mình ngắm được bình hoa, nhưng mà cũng có thể là mình không ngắm được bình hoa. Thậm chí là mình cũng không thấy được sự có mặt của bình hoa luôn. Tại vì mình bận quá. Bây giờ cái lý do bận là lý do chính đáng nhất. Rồi tại sao không làm điều đó? Tại sao không hoàn thành trách nhiệm? Tại sao không có thể ngồi yên xuống để mà ăn một bữa cơm với gia đình? Tại sao nói chuyện điện thoại với tôi mà không có hết lòng? Không có trải lòng ra? Tại sao không thể thấy được một đóa hoa nở trước nhà? Tại vì bận. Có vẻ như là chúng ta sống để bận vậy đó. Nếu ai không bận là người đó có vấn đề. Người đó thất nghiệp. Người đó bị đuổi việc. Người đó bị một vấn đề gì đó cho nên đã không bận. Và các thầy tu đều có vấn đề hết. Các thầy tu là những người không bận. Nhưng mà cũng có rất nhiều thầy tu cũng rất bận. Ở trong nhà thiền có câu rất là vui là vĩ đắc ca sa hiềm đa sự, dĩ đắc ca sa sự cánh đa. Chưa khoác áo ca sa thì là hờn trách là tôi bận quá, tôi tu không có được, bận ngoài đời quá cho nên không có đi tu được. Nhưng mà khi đã có một cơ duyên nào đó làm một cái quyết định lớn là đi tu rồi thì thấy còn bận hơn là chưa tu nữa. Dĩ đắc ca sa sự cánh đa thì mình niệm bận lắm đó quý vị. Đêm cũng có 4 tiếng thôi, nhiều khi có 3 tiếng thôi. Là bắt đầu là sau cái giờ ngồi thiền, sau cái giờ tập thể thao là bắt đầu làm việc. Nhưng mà làm như chơi. Tức là muốn làm, muốn nghỉ nghỉ. Tại mình đâu có bị chủ đuổi đâu. Không bị sức ép của công việc. Công việc nhiều thì mình cắt bớt, mình từ chối bớt show, giảm show lại. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Từ xưa giờ vậy, từ hồi tu tới giờ luôn luôn giữ cái phong độ là làm việc vừa phải, ngang với cái lực đang tu. Nếu tốt nữa là tu nhiều hơn là làm. Tức là lúc nào cũng bồi dưỡng nội lực cho bản thân mình là chính. Còn cống hiến là hệ quả đi theo. Có những lúc điều kiện bên ngoài cần thiết mình cống hiến nhiều hơn, nhưng mà sau đó là phải rút lui liền để nạp năng lượng. Ít nhất là phải đưa mọi thứ về cái thế quân bình nhất. Mình phải trở về với cái sự sáng suốt nhất của mình đang có, cái phong độ tốt nhất, cái bình an nhất của mình đang có, để mình lúc nào cũng sẵn sàng để ứng phó với những cái biến cố lớn xảy ra, hoàn cảnh, nghịch cảnh, khó khăn đã xảy ra. Có thể sau khi song thân tôi mất rồi thì đối với cuộc đời tôi thì không còn cái gì nó lớn nữa. Thí dụ như bản Hoa Anh Đào bị đóng cửa cũng là một câu chuyện. Nhưng mà thầy trò giải quyết rất là êm đẹp, nhẹ nhàng đến nỗi để chúng còn không biết bản Hoa Anh Đào đã đóng cửa nữa. Và sau đó thì tôi thì qua Úc làm dự án, còn đưa các học trò qua Miến Điện để tu tập. Tưởng chừng là thầy trò rất là ngon lành, vượt qua một biến cố nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu vô cái dự án bên Úc thì tôi chợt nhận ra rằng là trong mình cũng có một ít xáo trộn, cảm thấy buồn một chút,
cảm thấy tiếc một chút là mình mất đi một cái cơ hội lớn để giúp đỡ các bạn đang bị trầm cảm. Mất đi một cơ hội lớn để kết nối đại chúng Việt Nam, mặc dầu là nó chỉ gián đoạn thôi, nhưng mà mình tiếc cái nhân duyên đó quá. Nó có một chút bùi ngùi vài chục phút. Tôi ngồi yên xuống, nó hơi bất thần vài chục phút. Khi mà lúc đó tôi nghĩ là mình sẽ có một thời gian khá lâu ở lại trên đất nước Úc. Và các bạn trong đoàn thể bản Hoa Anh Đào, sau khi qua Miến rồi, các bạn nhờ cái môi trường tu tập liên tục đó, thành ra các bạn thấy mình không có vấn đề gì. Nhưng mà mãi sau, một năm sau, thì tôi phát hiện ra các bạn cũng có một ít tổn thương nhất định sau khi cái bản đóng cửa. Tại vì các bạn đã phải bỏ hết tất cả mọi thứ để đi theo chương trình, rồi phải giải quyết rất nhiều khó khăn, đối mặt với gia đình, với dòng họ, kể cả từ giã người yêu nữa, để đi vào bản. Rồi bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu hy vọng trong một sớm một chiều bị đóng lại. Thì các bạn cũng có một ít tức tưởi, nhưng mà vì cái năng lực đại chúng tu tập mạnh quá, vì người lãnh đạo rất là chủ quan và khách quan, lạc quan chứ. Cho nên mình ráng theo thầy, gồng theo thầy. Nhưng mà thật sự bên trong nó cũng có ít thương tổn. Bây giờ thì đã đi qua rồi. Đó, quý vị thấy là chúng tôi là những người là dành rất nhiều thời gian để sắm sửa cho cái bên trong, nuôi dưỡng cho cái bên trong. Mà một trận bão đi ngang qua là nó cũng rúng rính, chứ không dễ gì. Còn nếu quý vị mà không có xây dựng nội lực mỗi ngày, mà lúc nào cũng trường mặt ra ngoài gió lớn hết, thì đừng hỏi tại sao mà tâm hồn mình nó bị đánh phờ phạc đến nỗi là rệu rã luôn, rồi gặp phải chứng trầm cảm. Thì vì cái nhịp sống của xã hội, trong cái nhịp mà kinh tế phát triển, nó thay đổi nhiều thứ lắm. Chúng ta phải thừa nhận rằng kinh tế phát triển, nền công nghiệp hiện đại này nó cho chúng ta nhiều thứ, những tiện nghi về vật chất. Phải thừa nhận điều đó. Nó cho chúng ta hưởng thụ những cái mức mà trước giờ những thế hệ trước chưa bao giờ có được. Nhưng mà đồng thời nó cũng lấy đi rất là nhiều thứ. Trong đó phải kể là thời gian. Cái mà chúng ta mất thiếu nhiều nhất trong cái thời đại bây giờ là không có thời gian. Mà chúng ta nói một cách rất là hãnh diện và tự hào, tôi không có thời gian. Có nghĩa là tôi đang trên con đường thành đạt, hoặc là tôi đang thành đạt đó. Vì vậy cho nên tôi có quyền không có thời gian. Nhưng mà các nhà tâm lý, các vị thầy tâm linh hay những người mà đang sống rất là bình an hạnh phúc, họ nhìn mình họ tức cười, họ nói quê quá, sống mà bị mất nhiều thứ quá vậy. Thời gian mà cô không có thì lấy gì sống? Muốn sống thì phải có thời gian mới sống chứ. Bây giờ bạn muốn thưởng thức bữa cơm gia đình thì bạn phải có nửa giờ hay là một giờ chứ. Bạn chỉ có 15 phút hay là không có thì sao bạn sống được? Mà mỗi lần khách hàng cướp đi một tiếng đồng hồ của gia đình rất là hãnh diện nha, mặt tươi rói à. Thôi anh bận em đi nha, em nhà ăn cơm nha. Tràn trề niềm tự tin và hạnh phúc. Mà thật ra là gọi là mất chủ quyền, không đủ can đảm để từ chối khách hàng đó, mất đi một cái nguồn lợi ở bên ngoài vật chất để mình có được cái nguồn lợi ở bên trong đời sống tình cảm trước đi. Tức là mình giữ được tình cảm gia đình, và mình có được một cái nội lực, một cái bản lĩnh của bản thân, là mình muốn say yes thì mình say yes, mà mình muốn say no là mình say no, là đời sống của mình. Còn mình muốn say no mà không say được, và thậm chí là không muốn nói no nữa, thì là đời sống của người khác, của bên ngoài đấy. Và đó là một trong những lý do lớn mà nhiều hội chứng tâm lý ra đời. Sống gấp, sống vội, ăn cũng vội, nói cũng vội, dự một cái bữa tiệc cũng vội, rồi ngồi bên người thương cũng vội. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất là vội. Để làm gì? Để tại vì mình phải thêm một dự án nữa, thêm một cái mong cầu nữa. Trong khi mỗi ngày chúng ta sản xuất được bao nhiêu nguồn năng lượng, quý vị? Rất là ít. Thời gian ngủ cũng không có, ngủ cũng không có sâu. Thời gian ăn cũng không có, ăn rất là gấp gáp, ăn không có hạnh phúc gì hết, chỉ là nhét thức ăn vào miệng thôi. Thời gian tập thể dục đôi khi cũng không có,
thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Về đời sống tinh thần cũng không có thời gian để đọc một quyển sách hay, đi nghe những điều minh triết của đời sống, không có thời gian để ngồi tĩnh tâm nữa. Thì nguồn năng lượng ở đâu mà ra để có thể đương đầu giải quyết khó khăn mỗi ngày? Đa phần là mình phải rút hết trong các tế bào thớ thịt ra, rút hết ở trong chiều sâu của tâm hồn ra để xài một trận cho sạch, rồi sẵn sàng bị trầm cảm. Đâu có ai biết trước chuyện đó phải không? Đâu có ai biết rằng mình rút hết năng lượng mình ra để rồi mình không còn gì để sống, để rồi mình là mảnh đất màu mỡ cho những hội chứng tâm lý, kể cả những bệnh tật trên cơ thể nó ra đời. Mình tưởng là mình là một nguồn vĩ đại, xài hoài không hết, mà xài toàn bằng ý chí không, ra lệnh ép buộc. Chứ con người tự nhiên của mình nó phản ứng từ rất lâu rồi, không tin nằm xuống rồi ngủ liền, mệt quá. Không tin là bây giờ tới một cái không gian tĩnh lặng như là một cái trung tâm thiền, mà ngồi yên xuống được rồi có rơi nước mắt không thì biết. Mới biết rằng là con người mình nó cần được ngồi yên như thế nào. Và mình không có nghe những cái tiếng kêu cứu của cơ thể mình hay là tâm hồn của mình bạc mạng lao theo những cái mong cầu. Lao theo những mong cầu chính đáng thì không nói gì, mình lao theo những mong cầu không hề chính đáng, nó chỉ là một cái sự tùy hứng nhất thời thôi. Phóng ra một cái suy nghĩ, không kịp suy xét, không kịp cân nhắc, lao theo nó mất 3 tháng, 6 tháng trời. Sống gấp, sống vội, thậm chí là vài năm trời. Coi như là bỏ rơi bản thân để mà đặt tâm mình ở bên ngoài. Và khi cái tâm mình nó cứ suốt ngày nó suy nghĩ tới dự án, kế hoạch, cách để chinh phục đối phương, cách chinh phục khách hàng, tạo ra mẫu mã, nghĩ tới chiêu trò, chiêu thức để chinh phục, để chiến thắng. Tức là tâm chúng ta lúc nào cũng ở ngoài hết, nghĩa là phải chấp nhận chiến đấu với cái thế giới bên ngoài. Chiến thắng thì tồn tại, còn thua thì vụn vỡ trái tim thôi. Và những hội chứng tâm lý ra đời từ đó, đặc biệt là trầm cảm. Trầm cảm là một cái giai đoạn mà mình bỏ rơi bản thân mình quá lâu. Mình chờ đợi, mình hy vọng quá nhiều ở cái bên ngoài mà nó không đáp ứng được. Cho nên khi cái bên ngoài nó biến động, nó thay đổi, nó không còn như ý mình nữa, hoặc là có một cái sự sụp đổ lớn, mất mát lớn, thì mình sẽ lập tức bị tổn thương. Thì hầu hết trầm cảm nó đến từ một cái cuộc sang chấn tâm lý nào đó, một biến cố nào đó xảy ra. Cũng có những người là do di truyền đó, thành ra cái cơ thể của họ nó rất là yếu, và tâm hồn của họ cũng rất là yếu. Tính tình của họ hơi dễ dãi, hơi thoải mái, hay dễ vui theo người khác, dễ bỏ rơi mình mà chạy theo người khác, tìm niềm vui cảm xúc bên ngoài khá nhiều, thiếu nguyên tắc sống, thiếu luật lệ của bản thân, thiếu sự kiềm chế, thiếu sự vững chãi. Nói chung là thiếu sức chịu đựng. Có thể là bạn ấy lớn lên trong một cái môi trường được bảo bọc, được chăm bẵm quá mức, được nhiều điều kiện thuận lợi. Cho nên từ nhỏ đã chưa có trải qua những kinh nghiệm gọi là chịu đựng. Chỉ có muốn, chỉ có yêu cầu và đề nghị thôi. Trong khi lớn lên, bước vào đời, trở thành một người đàn ông đích thực của gia đình, hay là một người phụ nữ của gia đình, là phải chịu đựng nhiều thứ ngoài ý muốn của mình. Bây giờ mình không như trẻ con, cái gì mình không thích là mình có thể loại trừ được. Có những cái không thích mình cũng phải chấp nhận. Thì sức ở đâu mà chấp nhận, kinh nghiệm ở đâu có để chấp nhận những cái điều quá lớn như vậy. Và vì không chịu đựng được cho nên mới phản ứng, và vì phản ứng không được cho nên là tổn thương. Và có rất nhiều lý do nữa để khiến chúng ta rơi vào chứng trầm cảm. Andrew Solomon là tác giả của cuốn sách Quái vật giữa trưa ngày. Anh ta diễn đạt là anh ta cũng giống như là một cái cây sồi vậy.
Anh trở về thắp cái cây sồi của tuổi thơ. Anh thấy cây sồi của anh bị những cái tầm gửi nó quấn chặt ở trên đó. Cây sồi thì không thể lớn lên nữa, nhưng mà dây tầm gửi mỗi ngày mỗi lớn ra và quấn chặt vào cây sồi, làm cho cây sồi không thở nổi và kiệt sức. Thì cái chứng bệnh trầm cảm nó cũng giống như là một cái cây tầm gửi. Hồi đầu mình thấy mình đánh giá thấp về nó, mình nghĩ là mình là một cái thân cây lớn mà, thì một vài cái biến chứng tâm lý, một vài cái phản ứng hơi lạ trong con người của mình thì có gì đâu, và mình xem nhẹ nó để cho mọi thứ nó lướt qua. Nhưng mà khi mà cái tầm gửi nó đã phát triển đúng tầm của nó rồi thì nó có thể giết chết cái cây mà nó đang leo lên. Và trong cái I had a bad dog, tôi đã từng có một cái con chó đen, quý vị vừa xem trên video clip. Thì tác giả Matthew này đó, anh ta mới nghĩ ra cái hình ảnh con chó đen để diễn đạt chứng trầm cảm. Các bạn thấy rất là ghê sợ. Những hình ảnh đầu là khi con chó nó xuất hiện thì tâm hồn tôi trở nên trống rỗng và tinh thần tụt xuống rất là nhanh, và nó xuất hiện một cách rất là bất thình lình. Tức là trầm cảm nó đến, nó không có hẹn, nó không có chu kỳ gì hết, nó không có báo trước, nó đến một cách bất thình lình. Không có, nhiều khi nó không phải là do ai tấn công, không phải là do một sự cố gì xảy ra nữa. Tức là sự cố thì xảy ra trước kia rồi mới khiến cho mình bị trầm cảm. Và khi mình có bị trầm cảm rồi thì tự động nó đến và nó đi theo cái kiểu của nó, theo cái chu trình của nó mà khó ai có thể nắm bắt được, ở mỗi người mỗi khác. Và mình hoàn toàn là bị động, nó muốn đến là nó đến. Nhiều khi mình đang vui vậy đó, hình ảnh anh chàng đó đang thả con diều đó, là con chó nói ghi con diều xuống. Tức là mình đang có nhiều cái hoạt động rất là vui, nhưng mà đột ngột là hết vui, chuyển vào buồn. Và khi mình thưởng thức những cái món ăn đó, nó không cho mình thưởng thức, ngồi đó chứ không thưởng thức được các món ăn. Và cái con chó đen nó chòm cái mặt nó chòm cái tay nó, chi phối hết tất cả mọi hoạt động trong ngày, chiếm lấy luôn cái cảm xúc của mình. Và con chó càng ngày càng to ra, còn mình càng ngày càng thu nhỏ lại. Vậy thì cái sức thống trị của nó rất là kinh khủng. Và chúng ta đã từng nói là cho dù bạn có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, cho dù bạn có rất nhiều quyền lực, cho dù bạn có người trong mộng ở bên cạnh, nhưng mà nếu trái tim bạn có vấn đề, lúc nào nó cũng căng thẳng, lúc nào nó cũng đầy tức giận, lúc nào nó cũng đầy sợ hãi, hoặc là nó bị trầm cảm, nó bị thương tổn, thì những điều kiện hạnh phúc kia nó còn ý nghĩa gì nữa đâu. Có phải không? Những người có quyền lực trong cái xã hội này, nếu họ bị trầm cảm thì quyền lực đó để làm gì? Chỉ để làm khổ người khác thôi, chứ không có một hạnh phúc nào cả. Và chúng ta không được cảnh báo điều đó. Các bậc phụ huynh chưa bao giờ cảnh báo điều đó với con cái của mình hết, rằng là cái con đường thành công đó con, nó vinh quang thật, nó hấp dẫn thật, nó làm cho mọi người ngưỡng mộ kính trọng thật, nhưng nó có cái bẫy ở trong đó, nó có cái mặt trái của nó. Và có rất nhiều người đi tới đó đã đánh mất chính mình, không còn là chính mình nữa. Thậm chí là họ có thể bán đứng cả đạo đức. Và nếu nói thêm nữa là đi đến đó người ta phải chấp nhận những cái hội chứng của tâm lý, những thứ bệnh rất là nguy hiểm của thời đại. Tại vì đời sống căng thẳng, đầy phiền muộn, đầy rối rắm và cạn kiệt năng lượng là mảnh đất màu mỡ để trầm cảm ra đời. Có phụ huynh nào dám cảnh báo con mình điều đó không? Hay là chỉ nói cái mặt ưu điểm thôi? Con phải lấy bằng bác sĩ, con phải là luật sư, con phải là doanh nhân thành đạt, con phải ra nước ngoài lấy bằng này bằng kia cho mẹ. Rồi con cầm trầm cảm cho mẹ hay con trầm cảm cho ai? Mẹ có cứu con được không? Mà tới khi con mình trầm cảm thì lại không có hiểu trầm cảm là cái gì, quay sang coi thường con, nói là con lười biếng, con thiếu cố gắng, chứ mẹ thấy việc đó có gì đâu mà sợ, mà không vượt qua được.
Và đa phần các bạn trẻ khi bị trầm cảm là không dám nói ra, nhất là nói với những người thân của mình, sợ họ đánh giá thấp, sợ họ cười chê, sợ họ không hiểu, rồi họ lại suy nghĩ rất là tiêu cực. Vì vậy cho nên người trầm cảm là những người rất là cô đơn. Giờ mời đại chúng nghe bài hát Em Hãy Ngủ Đi của Trịnh Công Sơn. Rừng đã heo, em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy đôi môi lửa cháy. Ngủ đi em, mi công còn ngượt. Ngủ đi em, tay xanh ngang ngọc. Ngủ đi em, tóc gió đã khép và đời đã tắt. Em hãy ngủ đi, đời mãi đêm và ngày mãi buồn. Em hãy ngủ đi. Đời đứng bóng và đồi thấp nắng, em hãy ngủ đi. Mặt đất im, mặt trời cuối nhìn, em hãy ngủ đi. Ngủ đi em, đôi vai lụa mát. Đi em xa thơm quả ngọt. Ngủ đi em, tay thôi mời mọc. Ngủ đi em, trong tiếng ru êm. Người đã đến và người đã vắng, em hãy ngủ đi. Ngoài phố kia loài người đã về, em hãy ngủ đi. Ngủ đi em,
ngủ đi em, tay thôi mời mọc. Ngủ đi em, trong tiếng ru em. Người đã đến và người đã vắng, ngoài phố kia loài người đã về, em hãy ngủ đi. Ngoài phố kia loài người đã về, em hãy ngủ. Cháy và rừng đã khép. Nếu mà mình không có gặp anh Sơn mà không biết anh nói rừng ở đâu mà cháy và rừng nào đã khép lại. Nhưng mà nếu vì có dự đêm nhạc thiền năm ngoái đó, 25 Tết, tôi có bình bày rừng xưa đã khép. Và trong đó có câu là rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. Và tôi cũng đã từng được nghe anh Sơn ảnh bình cái câu đó. Anh chia sẻ tại sao anh viết cái câu đó. Là tại vì mùa xuân đã đến, em hãy quay về. Có một cái thực tại rất là màu nhiệm, những điều kiện hạnh phúc đang có mặt, tại sao em không có mặt? Thật ra em cũng muốn có mặt, nhưng mà có mặt không được. Cái vết thương á, cái con quái thú đó, nó kéo em vào bên trong để mân mê cái vết thương, để sống với cái quá khứ, với những mất mát, với những tổn thương, với những câu nói, với những hành động đau lòng, không thoát được. Cái sức mạnh nó ghê gớm lắm. Nếu mà mình không có phát hiện sớm, để mà mình làm cho cái cây sồi nó lớn mạnh, để mình kéo những cái cây tầm gửi xuống, nếu mình không phát hiện ra sớm, để mình cô lập hóa cái con black dog đó, con chó đen đó, đừng có nuôi nó mỗi ngày. Vô tình mình nuôi thôi. Mình có dành nhiều thời gian để làm cho mình lớn hơn, mạnh khỏe hơn, tráng kiện hơn, thì chắc là cái việc mà mình thoát khỏi khu rừng rậm đó nó không có quá khó. Tôi đã từng giúp rất nhiều các bạn bị trầm cảm. Và tôi xin cắt một cái giai thoại nhỏ, một cái câu chuyện nhỏ tôi giúp một bạn bị trầm cảm để kể các vị nghe. Câu chuyện này thì cũng thật sự là nó cũng hơi lâm ly, hấp dẫn. Nhưng mà để dịp khác sẽ kể hậu quý vị tròn câu chuyện. Cái phần cuối câu chuyện rằng là khi gia đình đã đồng ý gửi bạn này cho tôi để tôi giúp đỡ. Trước đó thì gia đình không có niềm tin vào tôn giáo, nhất là đạo Phật. Tại vì bạn này ngày trước đó nghiên cứu sách của tác giả Eckhart Tolle, The Power of Now. Rất là nổi tiếng, tác giả người Canada. Ông là một trong những nhà tâm linh nổi tiếng hàng đầu ở Tây Phương hiện nay. Và có rất nhiều vị môn đệ của ông đã lập ra cái trường phái của ngài Eckhart Tolle. Thì bạn này sau khi lập gia đình ở bên Đức và sinh con, bạn này thì lớn lên ở Mỹ. Và khi qua Đức như vậy thì bạn phải thay đổi rất nhiều cái tập tục cách sống và nhất là cái tính cách của văn hóa Đức. Mỹ với Đức có nhiều cái nó khác biệt lắm. Mỹ thì phóng khoáng, tự do, tự nhiên. Đức thì gò ép, khuôn thước, luật lệ. Cho nên bạn sống trong một gia đình có quá nhiều luật lệ, quá nhiều khuôn thước đó, khiến bạn thở không nổi. Sinh ra hai đứa con mà bạn sống suốt những năm tháng rất là đau khổ. Để tìm cách phóng thích ra khỏi cái vùng khổ đau của mình thì bạn mới tìm tới rất nhiều truyền thống thực tập tâm linh. Bạn thử qua nhiều thứ, trong đó có truyền thống của ngài Eckhart Tolle. Thì ngài Eckhart Tolle là một vị thầy lớn, thật ra là một vị thầy cư sĩ thì chứ không phải là người xuất gia. Nhưng mà vị này có những cái chứng đắc lớn, có những cái thấy lớn. Và cách giảng dạy và khai thị của ngài nó rất là đặc biệt, mà những căn cơ bình thường rất là khó để nắm bắt. Cho nên khi bạn này đi gia nhập vào cái nhóm của những người tu tập đó thì
thì không những không mang lại kết quả mà tình trạng nó càng ngày nó càng tệ hơn. Cũng không biết là do cái bệnh trạng của bạn càng ngày càng tệ hơn sau nhiều năm ức chế tâm lý, hay là do chính những cái sự thực tập của truyền thống đó nó góp thêm phần, hoặc là nó đẩy bạn qua một cái khúc quanh khác trong cái đời sống tinh thần của bạn, đó là bạn rơi vào tâm thần và bạn phải nhập viện. Tôi kể hết câu chuyện rồi còn gì. Rồi bạn phải nhập viện hai lần. Quý vị biết là ở xã hội Tây Phương, ở Đức hay là ở Mỹ, mà mình nhập viện tâm thần là tốn kém kinh khủng lắm. Mà đã vậy rồi thì mà mình vào bệnh viện tâm thần thì mình ảnh hưởng những người tâm thần xung quanh đó, có thể làm cho tình trạng mình tệ hơn. Cơ bản là người ta cho rằng vào bệnh viện tâm thần bệnh ít cũng trở thành bệnh nhiều. Cho nên gia đình rất là sợ đưa những người thân vào bệnh viện tâm thần. Nhưng mà ở sau Tây Phương nó bảo vệ sinh mệnh con người, cho nên là họ buộc mình phải làm điều đó, nhiều khi mình không muốn. Và khi bạn này thoát được cái cơn tâm thần trong cái giai đoạn đó rồi, bạn này mới xin chồng và con cho mình được trở về Mỹ, chứ chưa hết nổi. Và chồng và con cũng rất là hoan hỷ, mặc dầu chồng con rất là thương, nhưng mà vì để giúp được vợ đó, cho nên là đưa bạn này trở về Mỹ. Thì khi trở về Mỹ thì những người chị của bạn này mới ở trên cái vùng gần tôi ở là Virginia, vùng Washington DC. Thì từ một cái tiểu bang khác đi rất là xa để lên trên cái vùng gần chỗ tôi. Thì lúc đó trên cái hành trình tôi, ngày xưa là tôi ở Virginia là cũng 3 năm mấy, gần 4 năm. Và trong cái hành trình tu bụi sắp kết thúc, tôi quay trở về Virginia một lần nữa, thì bạn đó gặp tôi ngay cái cuộc hành trình đó. Thì tôi có về cái vùng đó để tôi chia sẻ về cuộc hành trình của mình cho các bạn ở đó nghe. Và tôi được gặp bạn này. Thì khi gặp bạn này tôi biết ngay bạn này có vấn đề. Tại vì lúc nào bạn cũng ngồi nhìn lên trần nhà vậy nè, nhìn chấm bẩm mà không kiểm soát được cái gương mặt của mình. Nhiều khi nước vải nó cứ chảy ra vậy đó, tội nghiệp lắm. Thì bạn này là một nha sĩ rất là giỏi. Thì cái lúc đó tôi thuyết giảng ở các trung tâm tu tập, cho nên bạn này đến để tham dự thì không có bị gia đình phát hiện. Tới khi bạn này đi với mật độ thường xuyên hơn, và đặc biệt là tôi có một cái am thất, và chỗ đó có các anh chị thiền sinh thường tới uống trà, thì bạn này cũng theo các anh chị tới uống trà. Thì gia đình phát hiện là đang đi theo một vị thầy nào đó và còn trẻ nữa. Cho nên gia đình rất là giận, và các bà chị mới quyết định ngăn cản không cho bạn này tới gặp thầy Minh Niệm nữa. Thì bạn này bắt đầu là biểu tình. Bạn này vốn rất là hiền, nhưng mà bạn này bị ngăn cản một cái nơi mà mình có thể ở được, một cái nơi mà mình cảm thấy bình yên được, và cảm thấy là mình đang sắp được giúp đỡ. Cho nên bạn này có một vài cái hành động hơi bạo động một chút để đấu tranh cho cái quyền lợi của mình. Thì gia đình cũng phải miễn cưỡng chấp nhận để bạn đó đến được tu học chung với thầy và đoàn thể của thầy ở đó. Nhưng mà tới khi mà thầy tiếp tục cuộc hành trình đi lên, trở lên miền Bắc của Mỹ, lên Bắc Mỹ đó, thì chỉ có vài ngày sau đó thì một chị thiền sinh của trong đoàn thể của thầy báo tin cho thầy biết là bạn đó đã phải nhập viện tâm thần. Là tại vì khi mà thầy đi rồi, bạn đó không có điểm tựa nữa, bạn đó không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Thì bạn đó mới thuê một cái motel gần nhà đó, bạn ở trong đó chứ bạn không chịu về nhà. Bạn có cảm giác sợ các chị của mình. Và khi bạn ở trong cái căn nhà đó thì bạn block hết các cửa lại, cửa sổ, cửa chính này đóng lại, gài kín mít hết. 2 ngày không bước ra khỏi motel, không có lấy thức ăn, và không có bất cứ một cái sinh hoạt nào để các nhân viên của motel có thể nhận biết được. Thì họ bắt đầu là họ mới gõ cửa nhiều lần mà không thấy mở, họ mới gọi cảnh sát. Thì khi cảnh sát tới cũng đập cửa, cũng gọi nhiều lần mà không thấy mở cửa, họ quyết định là phá cửa ra. Thì thấy bạn đó nằm ở trên chiếc giường á, nằm cái kiểu như tắm biển vậy các bạn, nằm ấp xuống, cong cái chân lên và ngửa nhìn lên trần nhà, và nước vải vẫn cứ chảy ra vậy. Mà hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà vậy. Thì gia đình mới quyết định là đưa vào bệnh viện. Cảnh sát đề nghị đưa vào trong bệnh viện. Thì đưa vào trong bệnh viện thì người ta mới nhìn cái history của cái lịch sử, cái quá khứ của bạn đó đó, mới biết bạn này đã từng là bệnh nhân tâm thần. Cho nên họ mới buộc gia đình là phải chuyển vào bệnh viện tâm thần.
Thì như đã nói là chuyển vào bệnh viện tâm thần là một điều rất là khủng khiếp về tài chính, về cái môi trường. Và khi đưa vào đó thì chỉ cầm cự thôi, chứ cơ hội để mà thoát khỏi bệnh nó rất là thấp. Cho nên gia đình rất là sợ để đưa vào bệnh viện. Thì lúc đó gia đình mới ngỏ ý là muốn xin sự giúp đỡ của thầy, tức là mong thầy xuất hiện để giúp đỡ bạn này, hy vọng là bạn này có thể thoát được. Thì gia đình mới cầu cứu tới các anh chị thiền sinh, thì các anh chị thiền sinh mới liên lạc với thầy. Thì lúc đó thầy mới quyết định là lúc đó thầy ở trên tiểu bang là làm men, phải đi xe lửa 10 giờ đêm đi về gấp. Để tại vì hồi đầu thì các anh chị nói là chỉ cần thầy gọi điện thoại cho bạn đó thôi là được rồi. Thì thầy mới nghĩ rằng cho dù có gọi điện thoại, bạn đó có tiếp điện thoại của thầy, có tỉnh ra thì sau đó thì sao? Sau cuộc điện thoại đó thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Cho nên là thầy quyết định mới đi về nửa đêm. Tại vì sáng hôm sau đó là sẽ có luật sư tới, gọi là hearing, mình ra đó. Nếu bạn này vẫn không trả lời được câu hỏi của luật sư thì bạn này buộc phải nhập viện tâm thần. Cho nên là thầy về trách nhiệm của thầy là phải đánh thức bạn này dậy làm sao để bạn này không phải nhập viện tâm thần. Cái áp lực nó rất là lớn, quý vị. Thì khi thầy về tới và chi nhà là 4 giờ sáng, thì 8 giờ là thầy với một chị thiền sinh với hai người chị của bạn đó đã đi vào trong bệnh viện. Thì vào đó thì thật ra là có hai người chị đã ở trong đó, và trong đó có bác sĩ, có hai vị y tá, có một vị luật sư, họ mới đi vào phòng của cái bạn đó. Thì từ hồi mấy ngày nay là bạn đó vẫn ở trong bệnh viện, cũng y như ở trong khách sạn, vẫn nằm cái thế đó, vẫn không ăn, không uống, không tắm rửa, không vệ sinh gì cả, vẫn nằm chăm chăm nhìn lên trần nhà. Thì thầy với gia đình và đội nhóm y bác sĩ mới tới phòng của bạn đó, đứng ngoài cửa. Thầy nghĩ là mình đi cầu may thôi, chứ nghe tình trạng mình thấy cũng rất là nặng rồi. Thì khi thầy đi vào trong thì thấy cô y tá với nhóm bác sĩ đi vào trước. Và cô y tá gọi rất nhiều lần cái tên tiếng Anh của cổ, thầy xin giấu tên ha. Thì cổ vẫn không có lại chuyện. Thì cô y tá đi ra trả lời với nhóm chờ ngoài này rất là thất vọng. Thì tới đó tới phiên thầy đi vào, thầy gọi pháp danh của cổ, pháp danh này là cổ có sẵn, thì gọi. Thầy nói sao nằm đây vậy? Mình nói với cái giọng rất là bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Sao con nằm đây vậy? Trời đất ơi, hết cái kiểu nằm kiểu gì mà xấu xí vậy cô? Thì cô quay lại cô nhìn thầy, thầy hả? Cái cô úp cái mặt cổ xuống cái giường, ôi bắt cỡ quá, bắt cỡ quá. Nói thầy đi ra đi cho con, đánh răng cho con, làm vệ sinh sạch sẽ, con mới dám gặp thầy. Hết hồn. Thì cái cô y tá có đứng chết trần, cô nhìn, ôi chuyện gì xảy ra vậy? Rất là lạ, cô đó cả đời cô làm y tá cô chưa thấy một cái hiệu ứng gì nó xảy ra tích tắc như vậy. Thì lúc đó thì thầy mới đi ra. Trong này có làm vệ sinh tất cả mọi thứ, rồi mới hẹn nhau gặp ở cái phòng có luật sư, cái chỗ gọi là hearing, buộc cổ phải trả lời các câu hỏi của luật sư. Thì khi ra đó cũng còn hồi hộp tiếp, là không biết cổ có trả lời được hay không. Thì ngồi cái vòng tròn này có gia đình, có bác sĩ, có y tá, có luật sư. Thì vị luật sư mới hỏi chứ có khỏe không, hỏi bằng tiếng Anh, hỏi cái tên tiếng Anh của cổ là cổ có khỏe không, có ổn không. Cổ không trả lời, cổ nhìn im vậy nè. Thầy cổ ngồi gần thầy, thầy mới nói con trả lời đi, bác sĩ hỏi con khỏe không, cổ nói khỏe. Xong cái bác sĩ hỏi câu số 2 rồi, hỏi bây giờ bạn muốn về ở với người nào. Ở đây là hai bà chị, ở đây là Mon, là vị thầy. Thì bạn muốn về ở với người nào? Con không trả lời. Thầy nói bác sĩ hỏi con trả lời đi, về ở với thầy. Ở đây không có bắt chước nha. Thì thật ra là đó là điều thầy và cả gia đình đều mong đợi, và gia đình rất là sẵn sàng chấp nhận chuyện đó. Thì thầy cứ đứng ra cam kết để đón nhận cổ về. Thì như vậy là cổ đã có response, tức là cổ có đáp trả lại luật sư một cách đầy đủ những câu hỏi luật sư. Thật ra luật sư còn muốn hỏi mấy câu nữa, nhưng mà không biết tại sao luật sư chỉ hỏi hai câu thấy đủ rồi, thành ra không có hỏi nữa, và đồng ý để cho thầy đưa cổ về cái chỗ thầy để tu tập. Thì ngày hôm đó thầy phải họp các anh chị thiền sinh lại để bài binh bố trận trong suốt tuần lễ. Tức là thầy xin ở trên cái chỗ thầy làm volunteer tình nguyện ở trên men á, là thầy về đúng tuần lễ thôi, để cuộc hành trình thầy còn đi tiếp. Cho nên là bài binh bố trận sau trong vòng tuần lễ các anh chị thay phiên nhau tới đây ở, tại vì đưa cổ về ở cái thất thầy luôn đó. Thì mấy anh chị tới đây ở sinh hoạt cùng với bạn đó, thì các anh chị về chị nhà rất là hết lòng, sẵn sàng thay phiên nhau tới với bạn đó để tới thiền trà, rồi tới để trò chuyện, tới để thực tập. Nhưng mà cái điều chính
Mà thầy muốn kể câu chuyện này với các bạn là trong cái thời gian ở đó thì cái bạn này có một cái điểm rất là đặc biệt. Đó là bạn này thầy hướng dẫn cái gì bạn đã làm y chang như vậy. Mà thầy nghĩ đây là tính cách của người Tây Phương. Tức là họ không có đến một cái truyền thống nào thực tập thì thôi. Còn khi họ đến rồi họ rất là hết lòng. Thì thầy mới đề nghị là bạn đó là bây giờ thầy làm sao con làm vậy. Tức là khi con đứng lên đó, con đứng cho thầy trong vòng cỡ khoảng một phút đi. Hãy đứng xong. Trong tiến trình đó khi con đứng con chỉ cảm nhận mình đang đứng. Từ từ đứng lên. Suốt tiến trình đứng lên đừng suy nghĩ gì hết. Chỉ cảm nhận toàn thân mình đứng lên thôi. Bây giờ chuyện chồng con, chuyện gia đình, mọi thứ đã có người sắp đặt hết rồi. Bây giờ trách nhiệm duy nhất của con là chữa lành vết thương của mình. Và thầy có mặt ở đây, đoàn thể cũng có mặt ở đây, không còn gì phải lo nữa. Cho nên con cứ làm theo cái cách của thầy. Khi mà con đưa tay tới để mà lấy một cái tách trà, con cũng đưa thật là chậm, diễn ra trong vòng 1 cho tới 2 phút cho thầy. Bắt đầu đưa tới, đang đưa tới xong. Rồi bắt đầu nâng chén trà lên. Rồi đang nâng chén trà lên và nâng chén trà lên xong. Bắt đầu uống và uống xong và cảm nhận cho thầy vị trà như thế nào. Và con đi vào nhà vệ sinh cũng làm như vậy. Thật là chậm. Đến nỗi mà mình ngại luôn, có đóng cái cửa cũng mất 1-2 phút mới đóng xong cái cửa nhà vệ sinh. Tắt công tắc cũng vậy, đưa tay tới mà chưa có tắt, cảm nhận cái tay đưa tới rồi bắt đầu ấn từ từ. Cái tâm nó đậu trên cái thân. Càng chậm thì cái tâm nó càng có điểm bám. Và đây là cái kỹ thuật hành thiền của Vipassana thôi. Càng chậm càng giữ được tâm. Tức là một trong những cách đối trị để cái tâm nó phóng dật, nó trôi về bồng bềnh trên quá khứ á, là phải làm mỗi cái tiến trình nó chậm lại và giữ tâm mình ở trên đó, gọi là định, định ở trên thân. Dĩ nhiên là cậu cũng tập ngồi thiền định trên hơi thở. Nhưng mà đối với những người trầm cảm mình không nên cho họ ngồi thiền nhiều. Tại vì nếu họ ngồi lâu hơn nửa tiếng trở lên á, mà họ không định được là tâm họ sẽ trở về với quá khứ. Mà cái tốc độ, cái cường độ trở về quá khứ gấp trăm ngàn lần lúc không ngồi thiền. Cho nên ngồi thiền là trị liệu về tâm lý, mà ngồi thiền là mảnh đất để phát triển bệnh trầm cảm cực nhanh, cực kỳ nhanh nhạy. Thiền nó thích sự một mình lắm. Xin lỗi, trầm cảm nó thích sự một mình. Mà ngồi thiền, hành thiền là phải ở một mình. Nhất là quý vị nào mà đi qua bên rừng thiền để hành thiền mà mình có bị trầm cảm á, mà tưởng rằng là hãy vào rừng thiền là xong. Nếu không báo cáo cho các vị thiền sư, các vị giáo thọ sư để họ hướng dẫn mình, báo cáo là mình đang bị trầm cảm ở cấp độ mấy đó, mà cứ lao vào ngồi thiền từ giờ này qua giờ khác là chết. Cho nên trên cái kinh nghiệm thầy, tại vì thầy đã từng làm việc trong một số trung tâm trị liệu về tâm lý, thì đã đưa thiền vào. Thì ngồi thiền dĩ nhiên là cao nhất cũng có thể ngồi một tiếng được, nhưng mà mình phải nhìn cái sắc mặt người đó, nhìn vào cái năng lượng người đó để biết là họ đang an định hay là tâm họ đang trôi bồng bềnh về quá khứ, để đề nghị họ chuyển cái bài thực tập đó qua những cái bài khác. Thì cái bạn này ở trong cái thất của thầy đó, thì bạn này không chỉ ngồi thiền, đi thiền hành, mà bạn này còn làm việc. Việc nhỏ nhỏ như lau bàn, pha trà hay là đốt bếp lò lên thôi. Mà mình thấy bạn đó làm mà mình xúc động. Mình xúc động thật sự là mình thấy bạn đó đang nâng niu từng cái sự sống vậy đó. Các bạn bây giờ mà ngồi thiền được nè, đi thiền hành được nè, cảm nhận vị ngon thức ăn được, các bạn hãy chúc mừng. Mình vẫn còn là kẻ chiến thắng. Chiến thắng với chính mình, với những lòng tham, với cám dỗ. Đã có những lúc tưởng chừng là không giữ được nổi chính mình rồi. Cụ Nguyễn Du Minh nói là trời còn để có hôm nay. Tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Bây giờ còn ngồi ở đây mà nghe pháp thoại, còn ngồi thiền được, còn ăn cơm chung với người thân, còn tỉnh táo nhận ra mọi thứ. Đó là cái duyên phước nó lớn lắm đó. Chứ theo cái tham vọng, cái cách sống cẩu thả và thiếu tỉnh thức của mình, tưởng là trời đất đã đánh ra một trận tơi bời, dạt ở nơi nào đó trên biển cả của cuộc đời rồi. Tâm hồn không có còn bình lặng như bây giờ đâu. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói là trời còn để có hôm nay. Tức là còn ơn phước của trời đất. Trời tha đó, chứ còn trời mà thẳng tay là chắc không còn ngồi yên ở đây đâu. Tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời, là những cái ách nạn nó đã đi qua rồi. Thì khi mà bạn đó thực hành một cách miên mật như vậy, mình xúc động quá, mình mừng quá. Và bạn đó nói với thầy là: thầy ơi, thầy là cái ngọn đèn á, cái đèn pin á, để thầy rọi cho con thấy. Con thấy cái đường đi ra khỏi cái khu rừng rậm của con. Con đã ở trong một cái dark forest, một cái khu rừng tối đen tối om.
không thấy gì trong đó. Và thầy là cái cây đèn pin đó. Thầy nói không, cái mindfulness, cái chánh niệm mới là cây đèn pin. Thầy chỉ là người trao cho con cây đèn pin đó thôi, chỉ còn cách để sử dụng cây đèn pin đó thôi. Còn con mới chính là cái người cầm cái cây đèn pin đó đi ra khỏi khu rừng của mình. Và bạn đó gật đầu đồng ý. Nhưng mà có điều rất là đặc biệt là bạn nói lúc nào cũng ngồi gần thầy 1 mét, không thể ngồi xa hơn 1 mét. Dù là bao nhiêu anh chị em ngồi xung quanh cũng vậy, bạn ngồi đúng ngồi gần thầy 1 mét, không dám ngồi gần hơn, cũng không dám ngồi xa hơn. Thì có một lần có một người chen vào ngồi giữa, vô tình thầy tới sau chen vào ngồi giữa, thì buộc bạn đó phải đẩy bạn đó ra một bên đó, thì bạn đó bắt đầu là ngứa lên trời, sùi bọt mép, rớt nước vải, trợn trồng trắng, trời ơi hết hồn. Mấy anh chị nói bạn này biết có làm bộ không nữa, thích ngồi gần thầy rồi dùng khổ nhục kế nữa. Nhưng mà không phải, thầy là người thầy tâm linh cho nên và rất hiểu về tâm lý, cho nên thầy nghĩ bạn đó không có cái năng lượng đó, bạn đó thật sự là đang cần có một sự chở che thôi. Thì sau đó thầy có hỏi bạn đó tại sao bạn đó thích ngồi gần thầy vậy, thì bạn đó nói là có một cái đám mây nó màu đen, lúc nào nó cũng ở trên đầu bạn đó sẵn hết và nó hút cái năng lượng của bạn đi. Nhưng mà mỗi khi mà ngồi một vị gần một vị mân nào đó, đã có một vị mân nào đó ở một cái tiểu bang khác, tôi cũng xin giấu tên, thì khi bạn nó ngồi gần bạn nó cũng cảm giác là an toàn. Thì khi ngồi gần tôi bạn cũng có cảm giác như vậy, cho nên bạn không dám ngồi gần tại vì bạn biết về giới luật, nhưng bạn không dám ngồi xa hơn để bạn đã được che chở. Thì sau đó tôi thấy bạn đó khá ổn, cho nên là thay vì hứa 7 ngày tôi mới ăn gian, tôi nói thôi 4 ngày con ổn quá rồi, con cho thầy đi nha, xin bạn đàng hoàng đó. Bạn đồng ý, tức là lúc đó bạn rất là mạnh, hoan hỷ hết. Tôi bắt đầu bút vé xe lửa chuẩn bị đi, thì mới chuẩn bị xách gói đi là bạn té cái bạch xuống, rồi bắt đầu sùi bột mép tiếp. Và các bạn biết không, là người bạn nó cứng như khúc củi, rất là ngộ, ngay lập tức nó chuyển qua cái trạng thái cứng như là khúc củi vậy. Thế là các anh chị phải buộc là ở lại đó tiếp, rồi thầy các anh chị phải xin nghỉ việc làm đó các quý vị, rồi thầy phải ở lại tiếp, kiểu như nhõng nhẽo vậy đó. Mà không phải, thì ở thêm 3 ngày nữa là bạn đó hồi phục khá nhiều. Thì lúc đó thầy mới xin đi lần nữa, là bây giờ đúng 7 ngày rồi, thì bạn đó mới thả cho thầy đi. Và sau đó thì thầy có giới thiệu cho chị bạn đó, đưa bạn đó lên cái trung tâm thực tập của làng Mai Bích Nham ở New York để giúp đỡ bạn ấy tiếp. Chỉ có tiếc cái câu chuyện là vài tháng sau thì hay tin là người chị đó vẫn không đủ niềm tin vào tôn giáo. Hồi trước sau khi lúc mà em mình đang trong cơn hỗn loạn, hoảng sợ thì đành phó thác cho người khác giúp đỡ. Nhưng mà khi bạn đó đã bắt đầu hồi phục rồi thì người chị không biết suy nghĩ làm sao đó mới đem em mình kín đáo trốn ra khỏi thiền viện, đi đâu mất. Và không cần sự giúp đỡ nữa. Tức là sự giúp đỡ nó chưa có hoàn tất. Và thầy có gửi gắm cho các thầy, các sư cô ở Bích Nham để giúp đỡ tiếp. Thì người chị này không đủ tin tưởng. Các vị biết rằng là theo thống kê của các nhà khoa học xã hội đó, thì những người mà bị những cái biến cố xảy ra đó, nếu họ có tôn giáo thì cái vết thương được chữa lành nhanh hơn, hoặc là ít xảy ra tổn thương tâm lý hơn là những người không có tôn giáo. Mà chúng ta nói tôn giáo là chúng ta nói một cách chung chung đó, tôn giáo nào cũng được, và đến tôn giáo theo cái cấp độ sâu cạn gì cũng được hết, miễn là có một cái đức tin dựa vào để tâm lý mình nó khỏi chới với, khỏi hoảng loạn, thì những người như vậy được cứu vớt rất là nhiều. Khi nghe bài hát Em Hãy Ngủ Đi đó, thì tôi nhớ lại cái bạn đó. Và trong cái âm thanh này chưa có tốt bằng hồi nãy. Và được rồi. Và trong cái cuộc hành trình mà giúp đỡ các bạn có khó khăn về tâm lý đó, thì cũng có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Và những cái lúc mà những bạn mà rơi vào trầm cảm, họ giống như là một con mèo vậy đó. Mèo ướt, mèo nó không được khô nữa. Mèo khô còn đỡ hơn mèo ướt ha. Mèo khô nó cũng còn kiếm chuyện được, chứ mèo ướt là nó hết kiếm chuyện luôn. Và trước đó họ có thể là một con cọp dữ dằn. Cho dù bạn là ai, một doanh nhân thành đạt, một tỷ phú, một người có rất nhiều tài năng, có quyền lực trong cuộc đời, trầm cảm vẫn có thể cướp lấy bạn bất cứ lúc nào. Có thể nó đang ở trong bạn mà bạn không biết.
có thể phẩm chất đời sống của bạn đi xuống là vì nó, tính cách bạn thay đổi là vì nó, cái con quái thú đó nó lớn lên mỗi ngày và nó ăn tươi nuốt sống những cái giá trị đạo đức của bạn, những tính cách tốt đẹp của bạn, để rồi bạn trở thành một con người khác hồi nào bạn không biết. Và trong cái bài hát Em Hãy Ngủ Đi đó, thì tôi đã từng là một người anh, một người thầy để mà thoa dịu, để mà ru, để mà an ủi, ủy lạo vỗ về rất nhiều người em, mà người em đó có khi là nam, có khi là nữ, hễ là bệnh nhân là em. Mà quý vị biết rằng là theo thống kê của WHO đó, cái số lượng người nữ bị trầm cảm gấp đôi người nam. Có thể là do tâm lý người nữ yếu hơn tâm lý của người nam, nhưng số lượng người tự tử vì trầm cảm người nam nhiều hơn người nữ. Tại sao? Tại vì người nam không dám lên tiếng. Người đàn ông cảm thấy xấu hổ, mắc cỡ. Tại sao mình là một người đàn ông, một người mạnh mẽ, một đấng nam nhi trượng phu mà có thể trầm cảm chứ chứ? Mình ngoài kia có bao nhiêu quân, có bao nhiêu nhân viên hét một tiếng ra lửa, thì tại sao mà mình phải chịu thua một cái thứ gì đó ở trong chính mình? Nhưng mà trầm cảm là trầm cảm, cho dù bạn là ai, kể cả bạn là một nhà sư, một thầy tu mà tu không giỏi vẫn có thể bị trầm cảm như thường. Nó không tha một ai hết. Vậy cho nên là khi mà bạn bị trầm cảm thì bạn phải là bệnh nhân và bạn cần được giúp đỡ. Cho nên ngày 7 tháng 4 năm 2017 vừa qua, Ngày Sức Khỏe Thế Giới WHO đó, chọn ngày đó là ngày của trầm cảm. Depression, let's talk. Trầm cảm, hãy lên tiếng đi, hãy nói đi bạn. Tại vì cơ bản trầm cảm là cần được sẻ chia liền. Đó là cách đầu tiên nhất để giải cứu người bị trầm cảm. Tại vì người bị trầm cảm có khuynh hướng là thu mình lại và có cảm nhận như là thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa, và những người xung quanh này không còn biết mình là gì nữa, không thể kết nối được, không thể tin tưởng được. Cho nên họ thu họ vào một góc, và đó chính là cái cơ hội để trầm cảm nó lớn dậy và nó túm lấy và nó giết chết người ấy. Cho nên chúng ta nói let's talk là chúng ta cần cái sự giúp đỡ của hai bên. Một bên là chính bệnh nhân, tức là họ phải hiểu được rằng cần phải mở lòng nói ra, chia sẻ những cái u uất, những cảm xúc dù là tiêu cực, nói ra có thể đớn đau người khác, nhưng mà cần được phóng thích cái năng lượng đó ra. Và cần có một cái niềm tin vào những cái người nào mà mình tin tưởng được. Tức là không nhất thiết là phải nói hết với tất cả mọi người, có thể lựa một vài đối tượng nào đó mà mình tin tưởng, mà thường là các chuyên gia, hoặc là các nhà tâm linh, các nhà đạo đức, hoặc là những người thân tín nhất để được chia sẻ. Và let's talk cũng có nghĩa là hỏi những người thân trong gia đình, hỏi những người thân của bệnh nhân, hãy quan tâm vấn đề này, đừng đánh giá thấp, và chúng ta vẫn có thể giúp đỡ được họ bằng cách là chúng ta bỏ xuống những cái đòi hỏi về họ. Đừng có mong họ phải thế này và thế kia. Nó khó lắm quý vị, tôi hiểu. Là bỗng dưng một cái người thanh niên cùi cụi như vậy mà thành một con mèo ướt, sao mình chịu nổi. Bỗng dưng một cái người từng là một người cực kỳ giỏi giắng, cực kỳ thông minh, cực kỳ sắc sảo, bây giờ như là một kẻ vô hồn, sao mình chấp nhận được. Bỗng dưng một người đã từng đánh đông dẹp bắc, trăm trận trăm thắng, oanh oanh liệt liệt, mà bây giờ không nhận ra được chính mình, sống một cách rất là mộng mị như vậy, không kiểm soát được cảm xúc. Kể cả thí dụ như cái bạn vừa rồi, những cái về cơ thể mình như là nước vải nó chảy cũng không kiểm soát được, thì mình chịu nổi không? Có cam lòng không nếu mình có một người thương như vậy? Cho nên mình chưa có hiểu hết về trầm cảm, và mình cũng chưa từng thật sự quan tâm về trầm cảm, cho nên mình đã vô tình trách giận, đòi hỏi, gây áp lực rất nhiều cho những người thân của mình, những người đã rơi vào cái điều không may mắn đó. Cho nên rất là cần cái sự dừng lại, sự nhìn lại, quan tâm của những người thân trong gia đình. Ít nhất là có thể lắng lòng để nghe hết những nỗi khổ niềm đau của người thương mình. Mà chỉ cần lắng nghe thôi, lắng nghe với sự thành khẩn, với sự thương yêu, với sự xót thương,
là đã giúp cho bên kia thoa dịu rất nhiều. Tôi nói giả sử có một cái vai, có một công việc quý giá trong cuộc đời này để chọn, thì tôi đề nghị bạn nên chọn làm sứ giả của lắng nghe. Nhất là trong thời đại bây giờ, người ta không còn biết lắng nghe nữa. Người ta mất đi cái thiên chức quý giá của con người, đó là lắng nghe sâu, nghe tận nguồn cơn những khó khăn, nỗi khổ, niềm đau của người khác. Tiếc thay là những người sống, những người thương sống bên cạnh mình, họ không có cái diễm phúc để được mình lắng nghe họ. Những người lắng nghe họ là người ở bên ngoài đường không, những người bạn ở bên ngoài, những người ở trên mạng. Còn mình là người có rất nhiều ân tình với họ, họ cũng rất là biết ơn mình. Hoặc là họ là người ân tình của mình, cho mình rất nhiều, nhưng mà cay đắng thay là mình không có khả năng lắng nghe. Mình không có khả năng lắng nghe là tại vì mình hung hăng quá, bản ngã mình to đùng, vì mình độc tài, mình độc đoán, mình chỉ biết đàn áp, mình chỉ biết ép buộc thôi, chứ cuộc đời mình chưa bao giờ biết lắng nghe ai hết. Thì bất hạnh thay là nếu mình có những người thương thì người thương đó thật là tội nghiệp, sống với một người mà không bao giờ được người khác lắng nghe. Mà không lắng nghe thì làm sao thấu hiểu được. Dĩ nhiên cũng có một cái cách cao cấp hơn là bạn nhìn thẳng vào tâm người đó để bạn thấu hiểu, nhưng bạn không có được cái trình độ đó. Thì bạn phải chọn cái cách là lắng nghe. Mà muốn lắng nghe thì phải im lặng mới nghe được. Đừng có nói nữa, đừng có nói ai đúng ai sai, đừng có phân tích, đừng có giải thích nữa. Tất cả những cái điều đó đều là những cái thấy sai lầm của mình. Tại vì càng nghe thì càng bất ngờ, càng choáng váng, không thể tin nổi. Một người trầm cảm thì tâm thức họ thay đổi như vậy, cảm xúc họ thay đổi như vậy, hành vi của họ thay đổi như vậy, không ngờ đâu. Lúc nào chúng ta cũng giữ cái hình dáng người thương của mình, giữ giọng nói, giữ tính cách, giữ thái độ, giữ tài năng. Mình thấy người đó quyết liệt, người đó hay ho vững chãi quá mà mình bám chặt vào hình ảnh đó, cho nên mình không chấp nhận cái hình ảnh hiện tại thì mình không giúp được. Mà nếu mình không giúp được thì làm ơn mời người thứ ba giúp. Mời thầy Minh Niệm, mà một vị thầy nào đó chuyên về tâm lý trị liệu, mà nhờ thầy Minh Niệm gửi email hoài không trả lời. Có nhiều vị đang giận như vậy. Thật sự quý vị, là trong cái chuỗi giảng cuối năm này tôi thì bận thật, nhưng mà cũng đang lên một cái chương trình. Tôi nghĩ là nếu mà chờ tới khi có thiện viện đó, 1 hay là 2 năm nữa, thì không biết là những người bệnh nhân của tôi, những người đang tin tưởng tôi cần được giúp đỡ thì sẽ ra sao. Cho nên là tôi làm liều đại luôn, đó là thành lập ngay một cái dự án ngay từ bây giờ dành cho cộng đồng của những người bị trầm cảm, có cái tên là Ngồi Chơi Với Trầm Cảm. Ngồi chơi tức là ngồi đó để hiểu, để ôm ấp, để thương và để vượt qua, chứ không có ngồi đó để chiến đấu, không có y chéo với trầm cảm, hay ngồi đó để cho trầm cảm nó nuốt. Mà ngồi chơi tức là có bản lĩnh lắm, ngang cơ với nhau mới ngồi chơi được. Thì ít nhất là tôi sẽ chọn một ngày từ đây tới cuối năm để mời tất cả các bạn bị trầm cảm tới cái nơi tôi ở để uống trà, ăn bánh, chuyện trò, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc về trầm cảm. Tại vì nếu mà cứ tư vấn từng người thì không có đủ thời gian. Mình hướng dẫn một lượt luôn. Cái này có livestream cho nên là hứa phải giữ lời. Chắc là sẽ ưu tiên cho các bạn ở khu vực ở thành phố Sài Gòn trước. Rồi chúng tôi sẽ chia thành từng đợt. Một đợt như vậy chắc chừng khoảng 50 người. Và chúng tôi có tạo ra một không gian rất là đẹp ở trên đó. Không gian bản thân ở trên đó là một cái nơi rất là đẹp, có thiên nhiên rồi, nhưng mà chúng tôi cố gắng thiết kế thêm chút xíu để các bạn có thể về đó để thấy rõ là để trị trầm cảm đó thì nó cần có 3 yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là bạn phải rời khỏi cái không gian bạn đang sống, ngưng cái công việc bạn đang làm. Nếu bạn đang ở cấp độ 2, cấp độ 1 thì vẫn có thể đi làm, giải quyết một số câu chuyện gia đình được. Nhưng mà ở cấp độ 2 đó thì bạn phải dừng lại hết, tập trung vào và việc chữa trị. Giống như trong bài hát Em Hãy Ngủ Đi đó, Sơn rất là hay. Anh nói là cho dù em đang còn rất nhiều điều kiện để phấn đấu, để nắm bắt những cái điều hấp dẫn bên ngoài, môi công hay là tóc mướt hay là sự hấp dẫn của em đó, thì em cũng nên ngủ đi. Tức là ngủ đi có nghĩa là quay về để mà thương mình đi, cho mình một cơ hội để thư giãn,
để cân bằng, để tỉnh táo. Và ở trong em nó còn nhiều cái vùng còn lành lặn lắm, trong thân thể và tâm hồn. Có những tế bào, thí dụ một cái người mà bị ung thư đó, thì có những tế bào bị ung thư nhưng mà có những tế bào nó không ung thư. Thành ra cách để chữa trị ung thư, một trong những cách mà lành tính đó là mình mời những cái năng lượng của những tế bào không bị ung thư đến để giúp đỡ những tế bào ung thư. Thì trầm cảm chỉ là một phần nhỏ trong con người của mình thôi, chứ không phải là tất cả. Làm sao để giúp cho bệnh nhân hiểu như vậy, họ có cái góc nhìn như vậy, tức là trầm cảm chỉ là một phần. Và làm sao để họ mời được những cái vùng, những cái nơi, những cái khoảnh khắc, những cái thời điểm không bị trầm cảm khống chế, mời lên thành một cái vùng năng lượng to lớn, tích cực, an lành, để có thể ôm lấy, để thoa dịu và chuyển hóa được cái vùng năng lượng trầm cảm. Thì tôi muốn các bạn phải trực tiếp chứng kiến cái môi trường xanh là quan trọng như thế nào, thiên nhiên là quan trọng như thế nào đối với những người trầm cảm. Như là bạn phải nhấc cái mông bạn ra khỏi cái văn phòng của bạn, ra khỏi cái laptop, ra khỏi cái điện thoại, để toàn tâm một ngày ít nhất có 3-4 tiếng ở ngoài trời, để làm công việc tay chân như là dọn vườn, trồng hoa, hay là trồng đậu, trồng cà, hay là cắm trại gì đó ở ngoài trời, để tâm của bạn nó được kết nối với năng lượng lành của thiên nhiên. Và cái cách thứ hai đó là kết nối với cộng đồng của những người lành tính, dễ thương, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Thì chúng tôi đã tạo ra hai điều kiện đó sẵn ở trên đó. Và điều kiện thứ ba là có luôn, đó là thiền định, thiền tập, phát triển định và phát triển niệm. Tức là định thì nó giúp cho mình đừng suy nghĩ nữa, còn phát triển niệm là an trú trong từng động tác, cử chỉ, quan sát hơi thở, quan sát các cảnh vật xung quanh, để tâm của mình lúc nào nó cũng kết nối với thực tại. Tại vì chỉ cần giữ tâm trong hiện tại thì với những cái đối tượng lành tính thôi là vết thương đã được chữa lành. Chỉ cần nó đừng suy nghĩ tới quá khứ nữa, đừng để tâm nó hoang mang, sợ hãi mà không điểm bám nữa thì sẽ được chữa lành. Thì trong cái phần video clip cuối cùng để mời các vị xem đó, trong đó các vị Tây Phương họ cũng nhận ra được điều đó. Không có những cái viên đạn, ở trong có những cái bộ phim ở Hollywood nó dựng có những cái viên đạn bằng bạc nó bắn được những cái linh hồn ma, hay là không có những cái magical, những cái phép thuật để có thể chữa lành được trầm cảm. Và thuốc nó cũng chỉ giúp được một phần thôi. Chúng ta phải tìm những cái phương thức khác. Thì phương thức trong cái video clip này đó, đó là hãy tin tưởng những người thân của mình, hoặc là mình tìm tới một chuyên gia để mở hết cõi lòng ra, chân thật với họ, để trình bày hết cái cảm xúc của mình, thừa nhận là tôi đã bị trầm cảm và tôi cần được giúp đỡ. Đừng xấu hổ nói lên cái sự giúp đỡ. Và trong clip này có nói rằng nếu có xấu hổ là mình đánh mất cuộc đời mình giữa cuộc đời này, thì đó mới là điều đáng xấu hổ. Còn cho mọi người biết là mình đang có khó khăn và cần giúp đỡ, đó là chuyện rất là bình thường. Và cái cách chữa trị trong này nữa là đó là phải năng tập thể dục. Tại vì có những cái chứng bệnh trầm cảm nhẹ đó, thì theo chứng minh lâm sàng cho thấy là những bài tập như đi bộ, chạy bộ, sinh hoạt ngoài trời như vậy, nó cũng có thể là cách để tạo ra thuốc để chữa lành trầm cảm. Ngoài ra cần có thiền định, trong đó cũng có đề nghị là nên ngồi thiền. Tại vì khi mà mình mệt quá, mình bị stress nặng quá đó, thì cái con chó đen ở trong người nó sẽ sủa rất là lớn tiếng, đó là cơ hội của nó. Còn khi mà mình nhốt tâm mình lại, không có trôi bồng bềnh về quá khứ và tương lai nữa, không cho nỗi sợ hãi trồi dậy, thì con chó nó nấp ở ngoài cửa, nó không có vào được ở trong bên trong nhà mình để làm phiền mình, hay là vào ở trong tâm hồn của mình. Và cái bài hát Em Hãy Ngủ Đi của Trịnh Công Sơn là cho dù điều kiện thuận lợi là em cũng nên ngủ, mà ngay cái điều kiện đã hết thuận lợi rồi, rừng đã cháy và rừng đã héo, tất cả mọi thứ trong thực tại nó không phù hợp để em phát triển cái bên ngoài nữa, thì em hãy quay vào bên trong. Em giờ, bây giờ mà em cố gắng thêm một chút nữa là em sẽ chết. Giống như con hổ rút về hang để nó liếm vết thương vậy, nó cố gắng thêm một chút nữa là nó sẽ chết. Thành ra là khi bạn ý thức bạn đã bị trầm cảm, thì bạn phải nói cho người thương bạn biết bằng cách nào đó để họ hiểu, để chấp nhận, để giúp bạn, hỗ trợ cho việc bạn ngừng những công việc quan trọng. Rồi tức là bạn phải sống một giai đoạn là tạm ngưng gánh vác những trách nhiệm quan trọng, trao lại cho người khác, dành toàn tâm, toàn thời gian để quay về chữa lành vết thương của mình.
Chỉ khi nào bạn thật sự quay về, thật sự muốn chữa lành và bạn tìm được một cái người thầy phù hợp thì việc chữa trị là hoàn toàn có thể xảy ra. Và cái đoạn cuối của video clip này đó là con chó nó càng ngày nó càng nhỏ lại, nhỏ lại, nó nhỏ trên bàn tay mình. Và trầm cảm cuối cùng nó chỉ là một phần của đời sống mình. Dĩ nhiên bạn không thể lấy nó ra được. Cũng giống như phiền não, bạn không thể chấm dứt nó hết được. Nó ở đâu đó trong người bạn, nhưng mà một cái dạng gọi là yếm thế, bị cô lập hóa bởi cái năng lực chánh niệm, đời sống tỉnh thức, sự vững chãi của bạn. Con chó nó còn đó nhưng nó không còn là một con quái vật đáng sợ như trước đây nữa. Nó được bạn cột dây vào cổ và xách đi, điều khiển được nó. Thì cái người mà chữa lành hết cái bệnh trầm cảm mình, theo thống kê của các nhà khoa học xã hội trên thế giới, cực kỳ ít ỏi. Cực kỳ ít ỏi. Tôi thoát trầm cảm 5 năm sau mà vẫn còn thấy cái hơi hướng nó trở lại. Trong một thời gian mà mình không có thực tập miên mật thiền định, bỏ rơi tâm mình, chơi hơi nhiều, đi phượt hơi nhiều, đi hiking hơi nhiều, và đã có lúc bị trầm cảm nó quay trở lại. Nhưng mà vì tôi có hành thiền cũng khá lâu cho nên phát hiện kịp thời và bắt nhốt nó trở lại. Cho nên có thể nói khi mà trầm cảm đã có mặt trong các bạn rồi thì bạn phải luôn là chiến binh cho tới cuối cuộc đời luôn, là chiến binh của chính bạn, chiến thắng chính con quái vật trong lòng của mình. Dù có những lúc mình nghỉ ngơi một chút, dù có lúc cái cuộc chiến nó diễn ra nhẹ nhàng một chút, nhưng phải tỉnh táo liên tục. Nói một cách khác là bạn phải sẵn sàng thiết lập một cuộc sống mới rồi, trong đó dành rất nhiều thời gian cho bản thân, ưu tiên cho tâm hồn của bạn, thì bạn mới có thể làm chủ được cái bệnh trầm cảm của mình. Và clip này nó có một cái điều hay nữa là không lẽ tôi nói là cảm ơn cái con chó đó thì nó kỳ quá. Cái trầm cảm đó thì nó cũng không, tôi thật sự không có muốn nói như vậy, nhưng mà nó trở thành một cái vị thầy đặc biệt để giúp cho tôi, thứ nhất, nhìn lại mình, nhìn lại đời sống của mình. Nhờ có trầm cảm thì mới nhìn lại thôi, chứ còn không trầm cảm chắc cũng lao đầu đi tiếp. Thứ hai là cuộc sống tôi bắt đầu nó giản dị trở đi. Tại vì trước sống rất là rườm rà, rất là hưởng thụ, phải. Bây giờ sống rất là đơn giản để ưu tiên cho giá trị tâm hồn. Và nhờ đó mà tôi đã học cách đối diện với những vấn đề của mình mà không còn bỏ chạy trước đây nữa. Bắt đầu biết ôm ấp những nỗi khổ niềm đau của mình. Đó là những cái quyền lợi có được từ trầm cảm. Thêm một điều nữa, báo tin vui cho các vị đang bị trầm cảm, đó là những người bị trầm cảm có cơ hội để trở thành các chuyên gia tâm lý trị liệu. Là tại vì sau khi họ trầm cảm, họ sở hữu một tâm lý cực kỳ bén nhạy, dễ cảm, dễ hiểu được những cái tâm lý của những người xung quanh. Nếu họ được định hướng tốt, họ được huấn luyện tốt, họ được tiếp tục nuôi dưỡng một đời sống tâm hồn vững mạnh, thì họ có rất nhiều cơ hội để giúp đỡ những người bị trầm cảm ở xung quanh mà chưa có cơ may như họ. Cái cô đơn của người nó kinh khủng lắm quý vị. Khi mà mình nhìn quanh quất không thấy một cánh tay nào đưa tới, và những cái biến động dữ dội bên trong như là những trận bão, vì ở trong một cái con thuyền chồng chèn trên đại dương mà không có điểm báo, kinh hoàng lắm. Và mỗi lần trầm cảm trở lại là như vậy, chứ không phải là chỉ một hai lần thôi. Thành ra nó là một sự báo động kêu cứu. Và mỗi ngày tôi nhận không biết bao nhiêu cái email là SOS, thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con, dù không nói. Và tôi nói tiếp, cái dự án của chúng tôi nó không dừng lại ở cái mức là mời các bạn tới khu vườn của mình, khu vườn yên tĩnh để uống trà, để trò chuyện, để được hướng dẫn những cái bài thực tập không, mà chúng tôi sẽ có những hàng loạt hoạt động sau đó nữa để giữ sự kết nối với các bạn trầm cảm. Tức là tiếp tục sẽ tạo ra nhiều hoạt động, nhiều sinh hoạt để giúp đỡ họ. Cơ bản là sẽ kết nối với nhau qua một số cái kênh truyền thông để chia sẻ thông tin thường xuyên, tư vấn thường xuyên, thậm chí là cố gắng tạo ra cái hotline để khi mà bạn cần gọi kêu cứu thì chúng tôi có thể nghe được. Và tôi rất là muốn có một cái kênh để mình có thể sẵn sàng lúc nào để nghe sự kêu cứu của các bạn, dù các bạn đang ở đâu. Và có một cái kênh để tư vấn gấp khi các bạn có muốn tự tử. Các bạn muốn tự tử mà các bạn gọi mình là vẫn còn hy vọng để thoát được. Tại vì nhiều khi nó chỉ là một cái cơn cảm xúc nhất thời thôi. Và họ chìm đắm vào trong cơn cảm xúc đó thì coi như là sẽ đồng nhất thành một, thì sẽ đi tới tự tử rất là dễ dàng.
Nhưng mà nếu mình làm cho họ tỉnh dậy, cho họ một cái điểm tựa tinh thần, và tất nhiên là các bạn biết, đối với một người đang muốn tự tử mà bạn giúp họ để bỏ cái định đó là một cái nỗ lực rất lớn. Có những buổi đối thoại mà tôi phải ngồi cho tới sáng, từ 8 giờ tối cho tới 8 giờ sáng để mà giúp người đó đừng có đưa ra cái quyết định đó. Có nhiều khi là mình phải ngồi uống trà với họ, không nói gì tới cái chuyện của họ, nói chuyện trên trời dưới đất. Có những lúc là mình hát cho họ nghe, làm thiền buông thư. Có những lúc mình ngồi thiền chung với họ. Có những lúc mình chia sẻ một số cái điều ý nghĩa trong cuộc sống. Nói chung là đánh thức những cái hạt giống tốt đẹp ở trong họ, nhắc cho họ nhớ họ đã từng thấy như thế nào, họ từng giỏi như thế nào, họ đã từng đóng góp cuộc đời này những cái giá trị màu nhiệm như thế nào, và cái sứ mệnh của họ là gì trong cuộc đời này. Và nếu được thì mời quý vị tham dự cái buổi Chủ nhật tới, trọn một ngày tu tập chung với nhau ở đây. Rồi vì đề tài của buổi nói chuyện đó là làm sao để giúp đỡ những người thương của mình đang đau khổ. Và đặc biệt là tôi sẽ nói nhiều về những người đau khổ vì trầm cảm một cách có hiệu quả. Tại vì nhiều khi mình muốn giúp người thương của mình mà không biết làm sao để giúp cho có hiệu quả. Thậm chí mình làm cho tình trạng nó tồi tệ hơn. Tìm được một chuyên gia, một bác sĩ giỏi, một vị thầy có nhiều khả năng để giúp đỡ thì quá tốt rồi. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có được cái cơ hội như vậy. Thì tất cả những người thân trong gia đình đều có thể trở thành, không thể là bác sĩ thì có thể trở thành y tá, không trở thành y tá thì là một người bạn để họ tin tưởng sẽ chia với mình. Đó cũng là một sự giúp đỡ cần thiết. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.